Vừa qua chúng tôi thực hiện 4 số đối thoại để bàn về việc sút nóng của giá đất trong thời gian vừa qua, từ đó bàn về câu chuyện tăng giá của bất động sản trong những năm gần đây. Trong 4 số đối thoại đó thì các khách mời từ các lĩnh vực về kinh tế, về tài chính, ngân hàng, bất động sản đều cung cấp những cái giải pháp để làm thế nào bình ổn giá đất cũng như giá bất động sản. Và có một nội dung được các khách mời nhắc tới khá nhiều, đó là liên quan tới nguồn cung nhà giá rẻ, liên quan đến phân khúc bình dân. Thì ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục mời tới trường quay các khách mời đã tham gia các số trước cũng như khách mời mới để tiếp tục bàn về chủ đề này và cung cấp thêm thông tin cho quý vị khán giả. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia tài chính. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Google Group, chuyên gia bất động sản. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với chương trình đối thoại ạ. Xin cảm ơn hai khách mời đã từng tham gia cái vấn đề tài trước của chúng tôi và hy vọng hôm nay là chúng ta sẽ có thêm những thông tin mới về chủ đề này. Cảm ơn chuyên gia tài chính đã đến với chương trình. Và trước khi chúng ta bàn về chủ đề này thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Tại buổi làm việc với Bộ Xây dựng ngày 18 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiều lần nhấn mạnh về việc phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp. Theo Thủ tướng, thị trường bất động sản chưa thực sự được kiểm soát, chưa có chiến lược cụ thể, chưa gắn với chiến lược phát triển nhà ở một cách hài hòa, hợp lý. Dòng tiền đang chủ yếu hướng vào phân khúc bất động sản dành cho người giàu, trong khi phân khúc nhà ở cho người thu nhập thấp còn thiếu. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thành Nghị cũng cho biết nhà ở xã hội hiện còn thiếu gay gắt, phát triển nhà ở xã hội mới đạt 41,7% so với mục tiêu đề ra. Theo Bộ Xây dựng, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản quan tâm đầu tư các dự án nhà ở thương mại phục vụ cho các đối tượng có thu nhập khá và cao. Điều này dẫn đến nguồn cung nhà ở thương mại cao cấp đang dư thừa, trong khi lại thiếu nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá thấp có giá dưới 25 triệu đồng một mét vuông, dành cho các đối tượng có thu nhập thấp hoặc trung bình. Trong khi đó, nhu cầu nhà ở của người dân đối với phân khúc nhà ở chung cao cấp có giá từ 25 triệu đồng một mét vuông trở lên hiện chỉ chiếm từ 20 đến 30% tùy từng địa phương, đô thị cụ thể. Nhưng nhu cầu về phân khúc nhà ở bình dân giá thấp dưới 25 triệu đồng một mét vuông lại chiếm đến 70 đến 80% thị trường nhà ở. Theo số liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, năm 2019, nguồn cung nhà ở giá bình dân tại Hà Nội là 5.000 căn trên 22.000 căn, đạt 21%. Thành phố Hồ Chí Minh là 619 căn trên 25.000 căn, đạt 2,4%. Năm 2020, nguồn cung nhà ở giá bình dân tại Hà Nội là 2.000 căn trên 17.600 căn, đạt 12%. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 0 trên 15.000 căn. Đến quý 1 năm 2021, nguồn cung nhà ở giá bình dân tại Hà Nội còn 900 căn trên 10.000 căn, đạt 7%. Và thành phố Hồ Chí Minh vẫn không có căn hộ nào phân khúc này. Càng ngày, các doanh nghiệp phát triển bất động sản càng không mặn mà tham gia phát triển nhà ở giá bình dân, trong khi 70% nhu cầu hiện nay là phân khúc này. Vâng, thưa các khách mời. 42% là con số mà Bộ Xây dựng cũng vừa rồi cung cấp khi mà Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xem lại về vấn đề là nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, đúng không ạ? Tuy nhiên là vấn đề này chúng ta đã nói từ rất là lâu rồi, nhưng mà vấn đề trở nên là cấp thiết trong 2 năm trở lại đây khi mà còn như là thị trường không còn nguồn cung nữa, đúng không ạ? Vâng, vậy thì nguyên nhân như thế nào? Xin mời ông Đính. Tôi nghĩ rằng là việc mà chúng ta đang thiếu cái dự án nhà ở có cái mức giá bình dân ở đây nó có mấy cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là cái loại hình nhà ở bình dân này chúng tôi vẫn đang phân định nó là tức là 25 triệu trở xuống cho một mét vuông. Đây là mức giá phù hợp. Chúng ta cũng thấy thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội bây giờ đều trên 40. Thậm chí thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng vừa thấy là có cả những cái căn hộ mà giá cũng trên 400 triệu. Thế thì chúng tôi cho rằng là cái mức khoảng 25 triệu trở xuống thì nó phù hợp với túi tiền của những người có thu nhập cơ bản là từ nguồn lương và các cái lao động của họ. Thì nếu ở cái mức giá này thì nhà đầu tư gần như là không có lãi, cái lợi nhuận nó rất thấp. Bởi vì chúng ta cũng thấy là
Hiện nay tất cả các chi phí trong vài năm trở lại đây để phát triển nhà ở nó đều bị đẩy lên các cái chi phí đầu vào của phát triển bất động sản. Trong đó cái cơ cấu tỷ trọng lớn nhất là đất đai. Thì đất đai hầu như là đều tăng giá rất mạnh. Và chúng ta cũng thấy là trong cái đầu năm 21 vừa rồi của chúng ta cũng đã nói đến đấy là tăng một cách đột biến, đúng không ạ? Đây là cái nhóm cơ cấu giá thành chiếm tỷ trọng khoảng 3-30% của mỗi một dự án bình thường. Những dự án trong các cái nội đô nó còn chiếm tỷ trọng lớn hơn. Rồi đến các cái chi phí khác cũng vậy, cũng đều tăng. Chi phí về tư vấn, chi phí về nhân công, chi phí về tiền lãi, tiền vay, đặc biệt là chi phí xây dựng. Nhất là trong bối cảnh hiện nay chúng ta cũng thấy là chi phí xây dựng cũng đang tăng. Sắt thép và xi măng cũng có thể nói là đang tăng. Logistics rồi kể cả là giá thành của nhân công cũng đang tăng. Mọi thứ tăng. Trong khi đó thì cái lợi nhuận, cái giá thành chỉ khống chế ở cái dòng dưới 25 triệu. Thì chúng tôi đánh giá là cái lợi nhuận của cái loại hình này nó chỉ trong phạm vi khoảng 10%, tức là bằng với phát triển nhà ở xã hội. Mà nhà ở xã hội nó còn được nhà nước ưu đãi rất nhiều thứ, còn cái loại hình nhà ở thu nhập thấp hay là bình dân này, kể cả thu nhập thấp cũng chưa có chính sách nào ưu đãi. Đấy chính là cái nguyên nhân đầu tiên mà tôi cho rằng các doanh nghiệp phát triển bất động sản, bởi vì đây là mục tiêu số 1 của các cái doanh nghiệp kinh doanh, đặc biệt là phát triển trong bất động sản thì mục tiêu lợi nhuận là số 1. Cái nhóm thứ hai là các cái vấn đề về đất đai cũng rất là khó khăn. Quỹ đất, đặc biệt là chúng ta cũng biết là giá đất chọn ở đâu. Nếu là ở những vùng rất xa với trung tâm thì có thể là còn đất, còn ở trong các cái vùng, đặc biệt là những cái vùng nội đô này thì có lẽ là để lấy được một cái lô đất thì không bao giờ nghĩ đến việc là xây nhà ở bình dân cả, đúng không ạ? Mà chúng ta phải đi sang, như trong cái thống kê của chúng tôi thì cũng thể hiện cái việc đó tại thành phố Hà Nội, cái nhóm nhà còn đang bán ở phân khúc bình dân này đều nằm ở những cái khu vực Đông Anh và Gia Lâm, chứ không có cái sản phẩm nào nằm ở trong các quận của nội đô cả. Đối với nhà ở xã hội thì đất đai còn có chính sách của pháp luật quy định là phải dành quỹ đất sạch cho phát triển nhà ở xã hội. Nhưng cái ông nhà ở bình dân này thì chả có quy định nào hỗ trợ ông cả. Ông cứ trên cơ sở quy luật thị trường thôi. Chỗ nào mà ông thấy là làm được nhà bình dân thì ông làm. Mà làm được nhà bình dân trong bối cảnh hiện nay thì chúng tôi nghĩ rằng là phải đi rất xa. Bây giờ sang Đông Anh với Gia Lâm cũng không làm được nhà ở bình dân nữa đâu. Bởi vì giá ở bên đó bây giờ cũng tăng cao lắm rồi. Thì và cái thứ ba là các cái cơ chế chính sách cũng chưa có cái gì ủng hộ, khuyến khích để mà kích thích, để mà cho doanh nghiệp người ta có một cái sự hưng phấn tham gia. Thì rồi nhiều nguyên nhân khác, nhưng tôi cho rằng đấy là những nguyên nhân rất cơ bản khiến cho các cái doanh nghiệp phát triển bất động sản không còn mặn mà, không thể tham gia và cũng không thể có điều kiện để thực hiện những cái dự án. Còn nếu chẳng hạn như Hà Nội mà ông ra tận Thường Tín thì ông xây nhà ở thì rõ ràng cũng chẳng ai ra đấy để mua cả, đúng không? Ngoài đấy thì may ra còn điều kiện để có thể phát triển nhà ở bình dân. Thì đây là những cái khó khăn, tôi cho rằng rất khó khăn. Và để làm thế nào thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái bài toán khó. Bộ Xây dựng, Chính phủ cũng rất quyết liệt, nhưng mà để làm được thì ngoài những cái chính sách thì phải giải quyết được những cái vấn đề nguyên nhân mà tôi vừa nêu, đáp ứng hài hòa, đáp ứng mục tiêu, đáp ứng các cái điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, thì lúc đó chúng ta mới có thể nói đến chuyện phát triển nhà ở bình dân tiếp tục. Vâng, một doanh nghiệp có hỏi với chúng tôi là các chuyên gia có thể giải đáp là liên quan đến thu nhập thấp ấy, thì người ta sẽ ở nhà ở xã hội.
còn thu nhập trung bình là cái phần lớn lượng người bây giờ hiện nay ấy, thì sẽ ở nhà ở bình dân đúng không ạ? Ờ, nhà ở thu nhập thấp mà nhà ở xã hội. Nhà ở xã hội thì cũng trước đây là trong cái quy định là khống chế lợi nhuận của ông là không vượt 10%, và trong đó thì các cái yếu tố giá thành cũng được nhà nước hỗ trợ rất nhiều. Thứ nhất là có quỹ đất sạch, thứ hai là ông không phải đóng tiền thuế đất, ông được giảm thuế VAT, ông được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, rồi ông được nhiều các cái điều kiện ưu đãi. Còn nhà ở thu nhập thấp thì theo nó cũng chưa có những cái quy định nào cụ thể, nhưng chúng tôi cứ chiều theo cái quy định mà ngân hàng trước đây cho người mua nhà được vay dạng thu trong nhập thấp gói 30.000 tỷ. Là trong cái gói 30.000 tỷ cũ ấy thì quy định là giá dưới 20 triệu và nhà nhỏ hơn 70 m², tổng giá thành không vượt quá 1.050 tỷ. Thì đấy là cái những cái mà chúng ta đang khái niệm về nhà thu nhập thấp. Còn nhà bình dân thì chúng tôi theo cái khái niệm của chúng tôi, theo cái cách nghiên cứu của chúng tôi là nhỏ hơn 25 triệu. Nhỏ hơn 25 triệu cũng đồng nghĩa với việc là giá của căn hộ chỉ đâu đó trên 1 tỷ thôi. Một căn hộ 5-60 m² mà với cái giá 25 triệu trở xuống thì nó cũng đâu đó trên dưới khoảng 1.5 tỷ. Thì như vậy là phù hợp với cái mức chi trả của những người lao động bình dân. Và có cái sự hỗ trợ thêm từ các cái ngân hàng về vay 60-70%. Thì đây là cái những cái mà chúng tôi là những cái dữ liệu, những cái cơ sở để chúng tôi định ra là nhà bình dân, nhà thu nhập thấp hay nhà xã hội là như thế nào. Vâng, như vậy dưới khoảng 800 triệu thì được coi là nhà bình dân. Dưới 800 triệu thì là theo quy định của ông ngân hàng kia là thu nhập thấp rồi, 1.050 tỷ. Vâng. Bởi vì là nhiều khách mời đang bàn về cái phân khúc nhà dưới 800 triệu. Thực ra khi mà chúng ta nói đến cái phân khúc bình dân ấy, thì nó bao gồm có hai cái mảng. Một cái mảng ấy đó là nhà ở xã hội cho những cái người mà có những cái thu nhập rất thấp và có những cái khó khăn mà xã hội phải có cái điều kiện lo cái chỗ ở cho họ. Và cái phân khúc thứ hai đó là những cái người có thu nhập trung bình và trung bình thấp, họ có thể mua nhà nhưng với cái mức giá nó rẻ, và chúng ta vẫn quen gọi là nhà giá rẻ. Và đến bây giờ ấy, thì chúng ta nói là nhà cái giá hợp lý. Và như anh Đính có nêu đó, thực ra khi mà nghiên cứu về cái lĩnh vực bất động sản này ấy, thì không có cái quy định là cái nhà giá rẻ hay là cái nhà giá hợp lý nó ở mức nào. Mà thực ra chúng tôi chỉ căn cứ vào cái gói 30.000 tỷ mà trước đây khi mà ngân hàng cho vay thì nó phải là cái mức là ở dưới cái giới hạn về mét vuông, và cái giá trị mà ngân hàng cho vay nó không vượt quá 1.050 tỷ. Đấy, thì như vậy là mới quy ra cái lúc đó tính ra nó khoảng độ 20 triệu một mét vuông. Và nếu mà như bây giờ ấy thì cộng với các cái điều kiện về giá nó trượt đi thì bên hiệp hội bất động sản các anh có tính cho nó khoảng 25 triệu một mét vuông là coi là cái mức nhà giá rẻ cho những cái người có cái thu nhập trung bình và trung bình thấp. Vâng, Huy có đồng tình không? Tôi hoàn toàn đồng tình, nhưng mà tôi có một vài ý kiến như sau. Đứng ở góc nhìn doanh nghiệp thì chúng ta cần phải xác định rất rõ là đầu ra của một dự án bất động sản đó là những căn hộ, và chúng ta cần phải xác định là những yếu tố nào cấu tạo lên cái căn hộ đấy. Và vấn đề thứ hai nữa là những người mà có nhu cầu ở thật là đến 70% thì chúng ta lại chia ra hai người, đó là một người là có thu nhập thấp mà đó là đối tượng dành cho nhà xã hội sẽ phục vụ đối tượng này. Thì chúng ta thấy rằng là sẽ có những chính sách cho những đối tượng này. Đối tượng thứ hai là dành cho nhà giá thương mại giá rẻ hợp lý thì lại không có chính sách gì cả. Vậy thì tôi xin phân tích ở góc nhìn 5 yếu tố tác động lên cái việc là tạo ra cái căn hộ đó. Thứ nhất là chúng ta cần phải nói đến đầu vào, đó là các cơ quan nhà nước quản lý về đất đai sẽ tạo ra cái phôi đất cho các doanh nghiệp. Thứ hai là doanh nghiệp là các chủ đầu tư và đơn vị phát triển sẽ phát triển dự án đó. Thứ ba nữa là chúng ta cần phải đến góc nhìn của khách hàng, những người có nhu cầu ở thật cái căn hộ vậy. Thứ tư là chúng ta nhắc đến những đơn vị liên quan để tạo cùng với chủ đầu tư tác động đến cái căn hộ đó để tạo ra, đó là các đơn vị xây dựng, đơn vị thiết kế, đơn vị để tài trợ vốn. Và cuối cùng là chúng ta cần nhắc đến đó là thị trường. Vậy thì chúng ta sẽ đi từ thị trường để quay trở lại cái gốc. Và nếu như theo số liệu mà tôi được biết thì từ năm 2002 đến năm 2020 thì thị trường bất động sản chúng ta chỉ cần tính theo thời gian là cơ học thôi, trong 18 năm thì bất động sản đã tăng 32 lần. Trong đó giá vàng thì chỉ có tăng 8 lần. Có là chưa cần tác động gì thì giá bất động sản nó đã tăng rồi.
nó đã tăng rồi. Vậy thì chúng ta phải chấp nhận một điều là theo thời gian giá của bất động sản sẽ tăng lên. Và người dân cũng sẽ phải chấp nhận một điều là theo thời gian thì giá nhà của năm 2017-18 và sau 2021 có thể 2022-23 sẽ phải tăng. Không cần tác động của bất cứ yếu tố nào, không cần nhà nước tác động, không cần doanh nghiệp, không cần các đối tượng liên quan, không cần thị trường, cần khách hàng thì nó cũng sẽ tự tăng. Đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố hai liên quan đến cái việc đó là về cơ chế tạo điều kiện kiến tạo của cơ quan nhà nước dành cho đối tượng này. Thì ngày hôm nay chúng ta bàn là nhà xã hội thì đã có điều kiện, nhưng các nhà thương mại giá rẻ thì lại chưa có. Nhưng mà nhà thương mại giá rẻ thì ngày hôm nay tôi xin nhắc lại là không phải ai cũng có thể xét đủ điều kiện để tham gia mua nhà xã hội. Vì đủ điều kiện mua nhà xã hội, ví dụ như là chưa bao giờ có nhà. Mua nhà ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh thì phải có hộ khẩu ở đấy, rồi là phải chứng minh về cái nguồn thu nhập và rất nhiều các yếu tố khó khăn nữa để có thể làm. Và trong một cái thời gian nhất định là 5 năm thì không được chuyển nhượng cái nhà đó chẳng hạn như vậy. Thì những cái rào cản, ngay cả kể cho những người mà muốn mua nhà xã hội cũng còn khó khăn nữa, gì nói là những người mà thương mại giá rẻ thấp bình dân. Đấy là yếu tố thứ nhất chúng ta cần phải nói. Yếu tố thứ hai nữa là nếu như quý vị để ý thì tất cả những cái phôi đất mà ngày hôm nay ở Việt Nam có thể xây dựng được nhà thì gần như là đã rơi vào tất cả tay những cái ông lớn rồi. Và họ đều có những mục đích là sử dụng những cái mảnh đất đó để xây dựng những dự án mà gần như là không dành cho nhà ở xã hội. Vậy thì quỹ đất dành cho nhà ở xã hội, nhà thương mại giá rẻ thì không còn nhiều. Nhưng anh Đinh đã nói, nếu muốn xây dựng cái đấy thì sẽ phải dịch chuyển ra nơi rất xa, rất xa. Nhưng chúng ta lại cần để ý là nếu xa như vậy thì các cái cơ sở tiện ích, cảnh quan, hạ tầng không có. Thì tôi được biết là ngay ở bên Đông Anh có những dự án đã xây cách đây 5-10 năm nhưng không có ai ở, mà rõ ràng là nhà ở xã hội mọi thứ nhưng người ta không ở. Hai Thành phố Hồ Chí Minh có những khu dự án ngày hôm nay bán, ngân hàng bán đấu giá ra cũng không ai mua, mà rõ ràng là nhà xã hội. Thì chúng ta còn phải đặt đến vấn đề đó là có xây nhà đấy nhưng mà nếu như không có tiện ích cảnh quan, quản lý vận hành khai thác thì người dân cũng không sẽ không ở được. Vậy thì chúng ta không thể nhìn một góc nhìn là quỹ đất. Đấy là tôi giả sử như vấn đề về góc nhìn của nhà nước. Góc nhìn thứ hai đối với doanh nghiệp thì lợi nhuận của doanh nghiệp là điều đầu tiên mà doanh nghiệp đang quan tâm, vì người ta đang là đơn vị kinh doanh chứ không phải là người là đơn vị về phi lợi nhuận hoặc là chính trị. Vậy đứng trên một góc nhìn, nếu như dự án này không mang lại lợi nhuận cho người ta thì người ta sẽ không mặn mà để đầu tư. Thế vậy thì ngày hôm nay các doanh nghiệp sẽ không thể quyết định được nếu như họ không có thể đảm bảo được đầu vào có thể xuống. Mà chúng ta sẽ thấy là các yếu tố mà để tạo lên các sản phẩm thì tôi tính giá đất là chiếm tới 30% tổng chi phí, 40% là liên quan đến xây dựng, 20% còn lại liên quan đến cả tiện ích cảnh quan, 10% còn lại liên quan đến chi phí lãi vay, chi phí quản lý chung, chi phí bán hàng, chi phí marketing, nó tạo lên 100%. Chưa cộng được biên lợi nhuận, một dự án trung bình nó sẽ, một chủ đầu tư sẽ ngưỡng kỳ vọng khoảng 30%. Vậy thì nó đã đội giá lên rất là nhiều rồi, thì không, nếu không đảm bảo họ thì họ sẽ không làm. Vì đấy là góc nhìn của doanh nghiệp. Góc nhìn thứ ba nữa đó là về vấn đề về các đơn vị tài trợ vốn. Ngày hôm nay giống như là ngân hàng, với những ngân hàng mà người ta tài trợ vốn cho những dự án đấy, nếu như mà không đảm bảo lợi nhuận, không có thể trả chi lãi vay, người ta cũng không tài trợ vốn cho doanh nghiệp đó. Các đơn vị về thiết kế xây dựng ngày hôm nay giá thép thì rất là cao, các nguyên liệu đầu vào cũng rất cao, người ta nhận được thầu người ta còn đang lo lắng chứ người ta cũng không muốn xây dựng. Đây yếu tố thứ ba liên quan đến đơn vị qua. Và cuối cùng là khách hàng, những người có thu nhập thấp, tức là những người không có khả năng chi trả một khoản tiền lớn ngay từ đầu để mua cái sản phẩm đó, mà người ta sẽ phải dùng đòn bẩy tài chính. Mà dùng đòn bẩy tài chính thì chỉ đến từ hai nguồn: vốn chủ sở hữu của khách hàng đó hay là vốn đi vay. Vậy vốn chủ sở hữu thì những người thu nhập thấp không thể là tích lũy một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn hạn mà để người ta bỏ ra 500 đến 700 để mua được, mà người ta phải dùng đòn bẩy từ ngân hàng. Mà ngân hàng thì trừ cái gói 30.000 tỷ của cách đây vài năm ra thì đến ngày hôm nay không có gói nào để hỗ trợ lãi suất 5%, mà đa số là cách từ 2019 thì lãi suất đâu đó sẽ rơi vào khoảng độ 7-8% trong năm đầu, sau đó cộng biên lợi nhuận từ 3-4%, có thể giao nên dao động đến 11-12%. Và nếu như thả nổi theo thị trường có thể 15%. Nếu như không cẩn thận thì người ta sẽ bị gãy tập đoàn tài chính và không thể đảm bảo được việc đó, nên là người ta sẽ cân nhắc cái việc này để mua. Còn với nhà thương mại giá rẻ cũng như vậy thôi, nếu như không có đảm bảo tài chính hỗ trợ thì hoàn toàn là không thể đảm bảo được. Và tôi lấy một ví dụ như thế này: ngày hôm nay có những cái chủ đầu tư đã từng mong muốn xây dựng các cái căn chung cư mà ồ ạt, nhưng mà đến ngày hôm nay giá nó đã lên đến 3-40 rồi chứ không thể là 2 năm, thì người ta lại đưa ra một giải pháp, đó là người ta dùng đòn bẩy tài chính, tức là người ta kéo dài cái thời gian vay ra. Ví dụ như ngày trước chỉ vay từ 20 năm thôi, nhưng bây giờ người ta đã cho vay đến 35 năm. Sau đó giai đoạn đầu thì người ta có thể hỗ trợ là ân hạn lỡ gốc, sau đó khoảng độ là 2-3 năm, hỗ trợ chi phí này lãi suất 0% cũng 2-3 năm để hỗ trợ trong giai đoạn đầu để những người đó có cơ sở điều kiện để vay. Tiếp theo nữa là trong cái thời gian mà vay thì người ta cố gắng là hạn định cái mức lãi vay là cố định để người ta chấp nhận được trả lãi vay. Thì đấy là cái câu chuyện về bài toán tài chính để hỗ trợ những người mua. Mà đến ngày hôm nay thì tôi được biết là đến với vấn đề như thế mà cái việc là để sở hữu và mua còn rất khó khăn. Còn nếu như chúng ta nói là không thể
mà hỗ trợ được thì thực sự không biết như thế nào. Và cuối cùng là thị trường. Ngày hôm nay chúng ta phải nói là đã là kinh doanh thì phải do thị trường quyết định là cung cầu. Vậy thì 3 đến 5 năm nay gần như là không có những căn hộ mà nhà xã hội, không còn thương mại giá rẻ. Lý do vì sao? Vì tự các chủ đầu tư có một dự án, người ta thấy là con cưng mà, thấy dự án của người ta, thấy thị trường khan hiếm nguồn cung là người ta sẽ làm sao? Chủ thế động phải nâng giá, và không còn giá 2 năm đến 30 nữa. Ngay cả những căn mà rõ ràng là giá bình dân, rõ ràng là chung cư, nhưng mà người ta gắn mác là để cao cấp, để bán giá cao hơn cái mức giá đó, lên đến 40-50. Nhưng thực chất là chất lượng của căn đó đâu đó chỉ giá 25 triệu thôi. Vâng. Thì chúng ta đã nhìn thấy một cách tổng quan là như vậy. Như vậy là thị trường đang rất có vấn đề đúng không ạ? Vâng, chính xác. Vâng. Tôi bổ sung và cũng có một số cái điều chỉnh mấy ý của anh Huy. Thì các chủ dự án thì đúng là cũng chẳng ai tự nguyện để mà đi mang đất của mình đi xây nhà ở giá rẻ, giá thấp với xã hội. Thế tuy nhiên thì cũng vì cũng biết được cái việc đó thì chính phủ cũng đã có những cái sự điều tiết thay thế cho cái nghị định 100. Trước đây thì các dự án có diện tích trên 10 hectare mới phải quan tâm đến dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội. Nhưng bây giờ cái nghị định 49 mới ban hành trong cái quý 1 của 2021 vừa rồi thì cũng đã điều chỉnh cái việc này. Các đô thị đặc biệt loại 1, đô thị đặc biệt thì 2 hectare đã phải dành 2% quỹ đất rồi. Thì tới đây chắc là nhiều dự án không còn làm ngơ được với việc đấy nữa. Các đô thị loại 1 thì là phải 5 hectare, còn các đô thị dưới thì vẫn áp dụng như bình thường là 10 hectare. Như vậy thì có nghĩa rằng là trước đây trong nội đô này làm gì có dự án nào to đến 10 hectare, không có, ít lắm. Ở Hà Nội, Hồ Chí Minh mà trong mấy quận thì rất khó. Nhưng bây giờ 1-2 hectare thì rất là nhiều. Và bây giờ nếu ông đạt đến 2 hectare là ông phải, đương nhiên ông phải xử lý rồi. Và cũng trong cái nghị định 49 thì cái phần về quy định về cái vốn thì vừa rồi chính phủ cũng đã cấp 1.000 tỷ cho ngân hàng phát triển và 2.000 tỷ cho 4 ngân hàng thương mại để mục tiêu là bù lãi suất cho cái việc mà các ngân hàng này có nhiệm vụ phải cho vay đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội và những người có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Tức là ông cho vay thương mại ví dụ 8% hay 9% hay 10%, ông cứ cho vay bình thường, nhà nước sẽ cấp một nửa cho ông. Đấy, tức là ông luôn luôn cấp cho ông 50% chi phí lãi vay. Thế như vậy là để nhà nước khuyến khích cái hoạt động này. Thì đây cũng chính là một cái quyết định mà chúng tôi đánh giá là một quyết định rất nhân văn và cũng là cái quyết tâm của chính phủ hướng đến cái việc phải tăng cái phát triển nhà ở xã hội. Và trong cái 49 cũng quy định trước đây thì các ngân hàng chỉ cho vay tối đa 15 năm thì bây giờ là đã kéo lên thành 25 năm chứ không phải 35 năm. 25 năm. Như vậy là chúng tôi cho rằng là đã có những cái sự căn chỉnh thì hy vọng rằng sẽ giúp cho cái việc phát triển nhà ở xã hội. Nhưng cái nhà ở thu nhập thấp, nhà ở giá rẻ thì cũng chưa có cái chính sách nào. Cho nên tôi nghĩ rằng cũng cần phải có những cái quy định trách nhiệm của các dự án phát triển cũng phải trong cái ngoài cái việc trách nhiệm về nhà ở xã hội thì các ông cũng cần phải có những cái tỷ lệ bắt buộc. Trong đó cơ cấu tỷ trọng bao nhiêu phần trăm nhà ở cao cấp, bao nhiêu phần trăm trung cấp và bao nhiêu phần trăm là bình dân thì tôi nghĩ lúc đó sẽ không có cái sự thoái thác. Chúng ta phải thấy rằng là nhu cầu nhà ở xã hội, nhu cầu nhà ở bình dân rất lớn. Lúc nãy các chuyên gia có nói là khoảng 70% cái nhu cầu, chúng tôi đánh giá đúng và cái đó hoàn toàn chính xác. Và chúng ta nhìn, tôi đã nghiên cứu cái thống kê của tổng cục thống kê về cái điều tra dân số, ví dụ như ở Hà Nội từ năm 19 từ năm 2010 đến nay số căn hộ được tăng mới là khoảng 440 mấy nghìn căn hộ tăng mới. Như vậy là bình quân mỗi một năm chúng ta tăng khoảng trên 40.000 căn hộ mới.
hộ gia đình mới. Đấy, và như vậy đấy chính là hộ gia đình mới là cái nhu cầu mới rồi, đúng không ạ? Và trong số đó có 70% thì cái lượng ấy lớn lắm. Tôi cũng đang mới phân tích là trên 40.000 hộ gia đình mới mà chúng ta ở Hà Nội mà bình quân mỗi một năm kể từ 15 đến nay là chỉ đạt được khoảng trên 30.000, có những năm cao nhất trên 40.000 căn hộ. Còn cái số liệu lúc nãy tôi vừa mới phân tích ấy, thì năm 19 Hà Nội chỉ có trên 20.000 và đến năm 20 chỉ còn 17.000. Và con số này tôi sợ trong năm 21 lại còn thấp hơn. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, năm 19 25.000, đến năm 20 cũng chỉ còn 15.000. Đấy, và đến năm của quý 1 21 con số cũng rất khiêm tốn. Thế thì rõ ràng là chúng ta ngay bản thân tổng quỹ nhà để đáp ứng cho cái nhu cầu cũng chưa đủ, mà trong đó thì lại còn đang thiếu rất nghiêm trọng cái loại hình nhà ở bình dân. Đây là những vấn đề tôi nghĩ phải được đề cập nhiều đến các cái vấn đề về chính sách và những cái quy định, như là trong cái các quy định đấy phải gắn cái trách nhiệm của các nhà phát triển bất động sản, phải có trách nhiệm cùng với xã hội, cùng với đất nước, cùng với các địa phương, đặc biệt là các đô thị đang phát triển kinh tế, phải đáp ứng được cái phân khúc nhà ở cho người bình dân. Trong đó có cả nhà ở xã hội và người thu nhập thấp. Tôi cho rằng là thế này, trong cái điều kiện mà cái nguồn cung nó đang giảm đi trong những năm gần đây, kể cả là cái nguồn cung ở cái phân khúc mà cao cấp và trung cấp ấy, thì cái phân khúc mà bình dân ấy, nó giảm đi là cái điều đương nhiên. Và ở đâu đó cái khu vực mà nhà ở xã hội ấy, thì chúng ta có cái nghị định 49 ngày 1 tháng 4 năm 2021 nó giải quyết được một phần nào đó những cái quy định về thuế, về quy định về đất đai mang cái tính bắt buộc mà các cái chủ dự án mà có cái diện tích 2 hectare trở lên với những cái đô thị đặc biệt hoặc loại 1 và 5 hectare với đô thị loại 2, loại 3. Thế rồi có cái quy định về cái việc cho vay lãi suất thấp với các cái chủ đầu tư dự án cũng như với cái người cho vay mua nhà ở mức 4,48% thì nó rất là ưu đãi, phải không ạ? Thế nhưng mà đối với cái phân khúc mà nhà ở gọi là giá hợp lý ở cái mức giá rẻ, phải không ạ? Chúng ta vẫn gọi như thế, thì chúng ta thấy rằng là gần như không có cái yếu tố nào bắt buộc cả. Kể cả là anh có xây dựng bao nhiêu cái căn hộ chung cư cao cấp hay trung cấp cũng không đòi hỏi anh phải có cái xây dựng giá rẻ. Và anh có xây dựng nhà ở giá rẻ thì anh cũng không được ưu đãi về mặt vốn vay hay về mặt đất đai hay về các yếu tố khác. Và vì thế cho nên thực sự mà nói, vì không bắt buộc cho nên chúng ta thấy rằng là thậm chí như thành phố Hồ Chí Minh hai cái năm 2019-20 không có bất kỳ một cái căn hộ chung cư nào ở cái phân khúc giá rẻ cả. Thế thì rõ ràng đã đến lúc chúng ta cần phải quay lại xem là nếu mà như vậy thì rõ ràng ấy, cái nhu cầu xã hội có, đúng không ạ? Mà cái việc chúng ta phân giao đầu tư các cái nhà ở thương mại nói chung thì có nên quy định một cái tỷ lệ bắt buộc anh phải đầu tư ở cái phân khúc giá rẻ hay không? Và cái mức đó là bao nhiêu thì nó hợp lý? Bây giờ nếu mà ví dụ như ở cái nhà ở xã hội anh 20%, anh quy định là phải dành quỹ đất 20% để mà đầu tư cái nhà ở xã hội, thì bây giờ ở cái phân khúc giá rẻ anh có bắt buộc không? Hay là anh cứ giao đất cho người ta rồi anh muốn đầu tư chung cư cao cấp thì anh cứ đầu tư, mà anh muốn đầu tư trung cấp thì anh cứ đầu tư. Và nếu anh cần thì anh đầu tư giá rẻ. Mà giá rẻ thì rõ ràng như phân tích nó không có cái cơ hội mang lại cái lợi nhuận cao cho cái chủ đầu tư, nhưng nó lại cực kỳ có ý nghĩa với cái sự phát triển nhà ở xã hội của xã hội nói chung, mà đặc biệt là đây là cái nhu cầu thực của xã hội, người ta đang cần cái nhà để người ta có thể mà ở được. Và như vậy thì rõ ràng về mặt cơ chế các cái nhà làm luật cũng phải có cái suy nghĩ đến cái việc là nhu cầu thực của xã hội anh phải đáp ứng. Tôi có thể giao đất cho anh làm các cái chung cư cao cấp, đúng không ạ?
nhưng trong đó cũng có yêu cầu anh bắt buộc phải có phát triển các cái phân khúc khác để mà phát triển đáp ứng cái nhu cầu xã hội, phải không ạ? Thì tôi cho rằng là cái đó cũng cần nghiên cứu, và nhà nước cũng cần tạo cái điều kiện khi mà các cái doanh nghiệp người ta phát triển cái nhà ở giá rẻ này, để mà từ đó góp phần thúc đẩy cái tạo ra cái động lực giúp cho chủ đầu tư người ta có cái cơ sở để mà họ đầu tư, họ không quá bị thiệt thòi khi mà họ so sánh giữa họ phát triển cái nhà ở cái giá rẻ với việc họ phát triển cái nhà ở trung và cao cấp. Vâng. Như vậy là 70% nhu cầu là sẽ được cung cấp từ nguồn là hai nguồn đúng không? Là nhà xã hội và nhà ở giá bình dân hay là giá rẻ đúng không? Và cả hai phân khúc này thì đều đang gặp rất là mắc, kể cả từ cái nhóm mà có chính sách của nhà nước hỗ trợ nhà ở xã hội cũng bị mắc, mà kể cả cái nhóm mà nhà ở thương mại giá rẻ cũng bị mắc đúng không ạ? Vâng, như vậy là không có một nguồn cung nào ra thị trường, tức là 70% đấy là không được đáp ứng đúng không ạ? Ông Huy nghĩ sao? Tôi thì có ý kiến thêm là như thế này. Thứ nhất là lúc nãy có bổ sung một vấn đề, đó là cái khoản mà vay để hỗ trợ cho khách hàng thì ngày hôm nay chúng ta phải thấy là người khách hàng rõ ràng là có nhu cầu nhà nhà ở, nhưng họ chỉ thiếu tiền thôi. Họ thiếu tiền thôi nên họ không thể tiếp cận được cái nhà giá rẻ cao hơn. Nếu ngày hôm nay giá 25 triệu mà người ta không có thì người ta bắt buộc phải mua giá 30 triệu rồi. Thì vấn đề của người ta chỉ là vấn đề về tài chính. Thì có những cái công ty và tập đoàn người ta kết hợp với ngân hàng để đưa ra các giải pháp về tài chính cho khách hàng. Nếu như tôi lấy ví dụ ngày hôm nay mà người ta vay nhà khoảng độ là 2 tỷ thì người ta rất là hợp lý vì là 25 triệu. Nhưng mà nếu như 3 tỷ thì hơi vượt quá sức so với lại cái tài chính của người ta. Thì 1 tỷ còn lại thì người ta sẽ phải dùng biện pháp là như thế nào? Là đầu tiên là kéo dài thời gian vay ra. Ngày trước người ta chỉ để có 20 năm thì bây giờ người ta kéo dài thời gian vay ra 35 năm. Tức là ngày hôm nay 3 tỷ chia cho 35 năm thì đâu đó thì chúng ta một tháng chúng ta cũng chỉ đó khoảng được 10 triệu tiền gốc và lãi thôi. Cộng thêm nữa là người ta hỗ trợ về tài chính trong thời gian đầu là từ 2 đến 3 năm để ít nhất chúng ta đi mua nhà chúng ta cần ổn định 2 đến 3 năm đầu, chúng ta không cần phải trả lãi vào gốc để chúng ta có khả năng là tái lại cái sức lao động cũng như nguồn tài chính để chúng ta trả lợi cho khách hàng, cho ngân hàng và các chủ đầu tư. Đấy là một vài những cái giải pháp của những cái chủ đầu tư. Nhưng mà giá nhà thì vẫn cao tầm 35-40 triệu một mét đúng không? Chắc chắn là phải là như vậy. Và người mua vẫn phải chịu cái giá đấy. Vâng, tôi đang giải thích là cái việc đấy. Còn bây giờ việc như thế này. Rõ ràng là các doanh nghiệp người ta nhìn nhận rõ là thị trường quyết định là người ta rất có nhu cầu về thực, chứ không phải tôi đang nói là các cái doanh nghiệp ngày hôm nay đa số lại rất muốn phát triển các căn hộ cao cấp, nhưng căn hộ cao cấp thì lại không bán được. Tức là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro và hậu quả. Nếu doanh nghiệp mà sản xuất ra căn hộ cao cấp không bán được thì đầu tiên là doanh nghiệp phải chịu. Và ngày hôm nay để những cái doanh nghiệp làm được kinh doanh cao cấp thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Tức là để bán được cao cấp, bán hàng A thì anh ngoài cái việc là anh tăng giá lên thì anh phải có thương hiệu cơ. Anh phải có quản lý dịch vụ, quản lý vận hành khai thác cơ. Anh phải đảm bảo cuộc sống cho người dân thì người ta mới mua. Nhưng nên một số chủ đầu tư đã không đủ năng lực mà người ta vẫn còn đi làm điều đó, thì ngày hôm nay chúng ta cần phải điều chỉnh lại là các chủ đầu tư ngày hôm nay sẽ phải nhìn thấy là một số chủ đầu tư, nếu như chúng ta thấy là quy hoạch họ mà họ muốn phát triển nhà ở thấp, giá rẻ, trung bình và 25 triệu mặc dù được bán được, thì nhà nước nên khuyến khích những doanh nghiệp đấy. Và các doanh nghiệp cũng cần phải thay đổi chiến lược và các kinh doanh của mình để phù hợp với thị trường. Nếu ngày hôm nay chúng ta mà cứ tập trung vào 20-30% phân khúc cao cấp và hạng A, ai cũng làm điều đấy, thì làm gì còn có ai làm hạng B, hạng C và dưới giá rẻ nữa. Mà nếu như những người không đủ năng lực mà cứ chen vào những phân khúc cao hơn thì cũng là tự mình đi thắt cổ mình rồi. Vậy thì phải đi xuống để giảm cái giá nào đó xuống. Vậy thì để làm được cái việc đấy thì yếu tố thứ nhất là nhà nước phải tạo điều kiện để cho người ta tiếp cận với về nguồn phôi đất. Và tôi được biết rằng ngày hôm nay hệ số nguyên sử dụng đất ngày hôm nay đã tăng lên rồi. Có những nơi tăng 10-20%, có những nơi khu vực đặc biệt tăng đến 30-50%. Tức là người ta lại bắt buộc lại phải tăng cái giá đất lên. Thứ hai nữa là các cái đơn vị về tài trợ vốn ngày hôm nay, đối với những nếu như cái căn ấy mà bán nhanh và có nhu cầu thực thì cũng sẽ hỗ trợ vốn để cho ngay những doanh nghiệp sẽ làm sao phát triển để nhà để đảm bảo cho người dân đó như vậy. Và yếu tố thứ ba nữa là khách hàng ngày hôm nay có lẽ chúng ta cũng sẽ cần phải thay đổi khái niệm một chút là từ 20-25 triệu thì chúng ta có thể nâng cái mức giá đó, nhưng chúng ta sẽ chuyển cái giá đó vào trong việc hỗ trợ tài chính để khách hàng người ta làm sao ạ có thể chấp nhận mức giá đó, và chủ đầu tư cũng chấp nhận đó. Chúng ta không đưa mức giá vào ở trong bán là 30 chẳng hạn, nhưng chúng ta sẽ còn 5 giá từ 25 triệu đến 30 triệu thì chúng ta sẽ dùng những biện pháp khác để hỗ trợ khách hàng. Đấy cũng là một trong những giải pháp mà tôi nghĩ đến là hợp lý để đảm bảo được cái việc là chúng ta giữ mức giá bình ổn nhưng mà vẫn là doanh nghiệp người ta vẫn có thể đảm bảo được lợi nhuận. Ông đề nghị sao giải pháp ạ? Quay trở lại với các cái quy định mới trong cái 49 và về cái nhà ở xã hội chẳng hạn, thì
chính phủ trong cái nội dung của cái nghị định này cũng đã hướng đến cái việc là cân đối các cái phân khúc, kể cả phân khúc nhà ở xã hội này cũng phải phù hợp với thị trường, phù hợp với cái nơi chốn có nhu cầu, tránh cái bài học là có những dự án phát triển cái phân khúc đó nhưng ở những cái nơi không phù hợp. Chúng ta cũng đã thấy như Hà Nội chẳng hạn thì cũng có những dự án như anh Huy nói, Đông Anh có dự án xã hội bán rất chậm, rồi là Hoài Đức, Thạch Thất cũng có dự án nhà ở xã hội nhưng gần như cũng không bán được. Thì trong cái 49 họ đã điều chỉnh, các địa phương sẽ nghiên cứu và cân đối ở những khu vực nào cần phải phát triển nhà ở xã hội thì sẽ có cái quy hoạch để cái vùng đó sẽ có cơ cấu bao nhiêu nhà ở xã hội, và các cái dự án ở khu vực đó bắt buộc phải có trách nhiệm là thực hiện cái nhà ở xã hội. Còn những dự án ở những nơi khác không có nhu cầu đó thì chủ đầu tư có trách nhiệm bằng tài chính đóng góp với ngân sách để đưa sang những chỗ cần phát triển nhà ở xã hội. Với cái phân khúc nhà ở bình dân tôi nghĩ rằng cũng cũng vậy. Quan điểm tôi và anh Thịnh lúc nãy có một số cái trùng nhau, tức là cũng nên có những cái quy định của nhà nước để làm thế nào những khu vực, chứ không phải chúng ta cứ phải bắt buộc phải đẩy nhà ở thu nhập thấp hay nhà ở bình dân ra những cái vùng khó khăn, những cái vùng, bởi vì ngay trong nội đô này chúng ta cũng có rất nhiều lao động, rất nhiều công chức viên chức họ cũng phải có cái nhu cầu để ở, chứ chúng ta lại xác định là cứ trong nội đô thì là không thể phát triển cái phân khúc nhà ở bình dân được, thì cái câu chuyện đó lại trở thành rất nguy hiểm. Cho nên cái ở đây là cái vấn đề vẫn phải cần cái các cái quy định và để làm cơ sở để các địa phương có cái cơ sở để lập các cái quy hoạch, và trong các cái dự án nếu khu vực này không cần nhóm nhà ở loại này thì không cần đưa vào trong cái yêu cầu, và cái đó sẽ đưa vào những cái khu vực nào thì cái này chính quyền của mỗi địa phương họ sẽ có một cái kế hoạch, một cái quy hoạch cụ thể. Nhưng ở đây thì cái bài toán là chúng ta cũng phải chúng ta đã phân tích đến những cái cơ cấu, những cái nguyên nhân tại sao chúng ta không thực hiện được và các chủ dự án không mặn mà, thì trong đó là chúng ta đã thấy thứ nhất là đất đai, thứ hai là các cái chi phí xây dựng, thứ ba là các cái trách nhiệm của các chủ đầu tư các dự án đối với ngân sách, đối với xã hội, đối với nhà nước. Thì những cái vấn đề này chúng ta giải quyết từng nhóm vấn đề, chúng ta phải đi đến từng nhóm vấn đề. Đất đai để phục vụ cho loại hình nhà ở xã hội được ưu tiên thì đất đai dành cho nhà ở thu nhập thấp cũng phải được ưu tiên. Những cái vấn đề này tôi được biết là Bộ Xây dựng cũng đã có phương án, cũng đã trình lên chính phủ, nhưng cũng đang bị biện luận, cũng đang bị phản biện là những vấn đề đó đang vi phạm một số các cái quy định của luật khác, trong đó ví dụ như luật xây dựng đất đai chẳng hạn. Thì tóm lại chúng ta vẫn đang ở trong một cái những cái vấn đề đang rất lùng nhùng ở những cái quy định của pháp luật chúng ta trong bối cảnh hiện nay chưa thích ứng và không còn phù hợp nữa, thì chúng ta phải nhanh chóng sửa các cái gốc của vấn đề là luật phải phù hợp với quy trình phát triển và cái phát triển với cái xu thế như hiện nay. Thì đây tôi nghĩ đấy mới là cái việc mà các cơ quan làm luật, các cơ quan chính phủ cần phải nghiên cứu. Vâng, ông Thịnh có thể có ý kiến trước khi kết thúc chương trình. Đúng rồi, tôi cũng rất tán đồng là chúng ta phải rà soát lại toàn bộ các cái cơ chế pháp lý liên quan đến cái việc xây dựng và phát triển cái nhà ở. Và chúng ta phát triển chúng ta xây dựng nên cái quy hoạch phát triển nhà ở
trong cái giai đoạn 21 đến 25 cho nó đầy đủ. Và đặc biệt là nếu những cái gì liên quan đến luật pháp ấy, mà liên quan đến các luật khác cần phải sửa thì chúng ta cũng phải có cái đề xuất với pháp, với Quốc hội để chỉnh sửa các cái luật cho nó phù hợp để chúng ta có thể đưa cái hoạt động xây dựng nhà ở này vào nề nếp. Cái điều thứ hai là chúng ta phải có cái quy hoạch tổng thể cho từng cái địa bàn và từng cái địa phương. Rõ ràng trong cái nghị định 49 này ạ, thì có quy định rằng là mỗi cái dự án dành ra 20% cái diện tích đất để mà xây dựng. Nhưng bản thân tôi thấy rằng là cũng rất khó. Bởi vì rõ ràng ví dụ như là người ta quy hoạch xây dựng cả một cái khu là chung cư cao cấp mà lại xây dựng vào đó một vài cái chung cư gọi là nhà ở bình dân thì thực sự nó rất khó cho họ, kể cả về mặt cảnh quan, kể cả về mặt gọi là xây dựng, phải không ạ? Nó khó. Và vì thế cho nên nó phải có cái quy hoạch chung của địa phương. Ví dụ như Hà Nội thì cái quy hoạch tổng thể là như vậy. Và anh dành ra 20% cái đất đó bằng cái cách là anh sẽ phải xây dựng cho tôi ở khu vực này một cái nhà tương ứng với cái giá trị của 20% cái giá trị đất theo cái giá thị trường ở cái khu vực mà anh đang được xây dựng. Và anh phải xây dựng ở một cái khu mà tôi quy định. Và cái khu đó ấy, phải được phát triển cái kết cấu hạ tầng một cách đầy đủ và bền vững, đảm bảo các cái yếu tố kết nối chợ trường rồi là đường xá giao thông công cộng vân vân để người dân người ta có thể ở một cách hợp lý. Chứ đừng có như trong cái giai đoạn hiện vừa rồi, những cái nhà ở xã hội chúng ta ví dụ như dọc cái đường năm kia có đến 5-7 cái tòa nhà cao sừng sững xây dựng đến 10 năm nay rồi không có ai ở và đến bây giờ lại đề nghị phá đi, phải không ạ? Rất lãng phí. Hay là ví dụ như là Thạch Thất hay Đan Phượng, chúng ta xây dựng lên những cái khu nhà ở xã hội bán mãi không có ai mua, phải không ạ? Thì rõ ràng đấy là cái mà lãng phí tài sản xã hội, mà đồng thời là nó làm cho cái việc mà xây dựng và phát triển cái nhà ở xã hội nó cực kỳ khó khăn. Bởi vì chủ đầu tư bỏ tiền vào đó mà không bán được thì chủ đầu tư cũng coi như là phá sản, phải không ạ? Và vì thế cho nên là cái quy hoạch này nó phải đồng bộ và cân đối để vừa đảm bảo cái cảnh quan của từng cái dự án nhưng đồng thời đảm bảo cái quy trình phát triển của một cái địa phương nó nề nếp và nó ổn định lâu dài. Cái điều thứ ba đó là cần phải có những cái quỹ đất sạch đảm bảo cái hạ tầng phát triển, mà cái hạ tầng này dứt khoát nhà nước phải là cái người mà đầu tư vào, giúp cho các cái chủ đầu tư người ta không phải đầu tư kể cả cái đường giao thông bên ngoài lẫn cái đường giao thông trong các cái dự án phát triển nhà ở bình dân. Thì có như vậy ấy, người ta mới giảm thiểu được cái chi phí và người ta không phải lo những cái yếu tố kết nối nữa. Nó giảm đi rất nhiều những cái chi phí khác làm cho cái việc xây dựng nó cũng có thể có cái hiệu quả. Và cái điều tiếp theo đó là nhà nước cũng phải nghiên cứu cái cơ chế để có thể hỗ trợ cho những cái chủ đầu tư xây dựng những cái nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ. Nhà ở xã hội chúng ta có rồi, có miễn giảm 50% thuế VAT, có miễn giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp, có cái gọi là quỹ dành ra để cho vay với lãi suất thấp rồi. Nhưng mà nhà ở giá rẻ thì chúng ta chưa có. Và chúng ta phải nghiên cứu cái cơ chế cho nó phù hợp. Để từ đó cái chủ đầu tư người ta cũng giảm thiểu được các cái chi phí và họ có cái cơ sở để họ có cái lãi phù hợp để mà họ đầu tư. Thì lúc đó họ không cứ nhăm nhăm là họ phải đầu tư vào cái phân khúc cao cấp hay trung cấp. Bởi vì thực tế mà nói ấy, khi mà đầu tư vào cái phân khúc cao cấp và trung cấp ấy, thì họ có được cái lợi nhuận nó cao. Và ai cũng nhìn thấy cả. Nhưng mà rõ ràng là đầu tư nó nhiều mà lại không có các cái yếu tố liên quan đến quản lý, đến các cái dịch vụ sau này của đô thị thì anh ta không thể nào bán được với cái giá như mong muốn và bán nhanh. Và đồng thời nó lại dẫn đến cái tình trạng là ế thừa ở những cái phân khúc. Giống như ý kiến của ông Huy. Vâng, và vì thế cho nên là rõ ràng ở đây ấy, là chúng tôi cho rằng cũng cần có những cái cơ chế ủng hộ. Nhưng đồng thời chúng tôi cho rằng cũng phải có cái cơ chế bắt buộc. Đó là nếu anh đã xây dựng cái chung cư cao cấp và trung cấp thì dứt khoát anh phải xây dựng một cái tỷ lệ nào đó cái nhà ở ở cái phân khúc bình mức dân. Mà bình dân. Vâng. Để từ đó có cái cơ chế gần như bắt buộc. Vâng. Và cái cơ chế bắt buộc đó thì nó đi cùng với cơ chế hỗ trợ, phải không ạ? Để nó trở thành một cái đồng bộ trong cái việc phát triển cái nhà ở thu nhập, cái có cái giá thấp
thì tôi cho rằng đó là những cái điều rất cơ bản để chúng ta có thể có được một cái lượng nhà ở giá rẻ cung cấp ra thị trường đáp ứng cái nhu cầu thực của xã hội, và chúng ta đáp ứng được cái mong muốn không chỉ là của cái người mua nhà, cái mong muốn của chính phủ muốn đảm bảo những cái người dân có cái thu nhập trung bình và trung bình thấp có thể sở hữu được những cái căn hộ chung cư của riêng mình. Vâng, ông Huy có ý kiến rất ngắn gọn để kết thúc chương trình. Tôi chỉ có ý kiến như này, một hai góc nhìn thôi. Một là khách hàng, tôi muốn là ngày mai đề xuất là cuối cùng khách hàng là người thụ hưởng, là người sử dụng và sở hữu căn nhà đó. Chúng ta phải đảm bảo cho họ rằng là vấn đề về tài chính, họ có nhu cầu rồi nhưng mà chúng ta phải hỗ trợ họ về tài chính. Bằng cách này hay cách khác thì chúng ta phải đầu tiên là giảm lãi suất, hai là tăng tỷ lệ thời gian vay, ba là chúng ta hỗ trợ họ trong thời gian đầu để họ làm. Việc tiếp theo nữa là cái khu mà hình thành nên việc đó phải đảm bảo được chất lượng cuộc sống, có là phải đầy đủ các cơ sở về tiện ích, cơ sở hạ tầng để người ta sống được ở nơi đó, chứ không phải là chúng ta xây lên chúng ta vứt ở đó thì nó lại thành hóa ra lại người ta khổ người ta. Đấy góc nhìn thứ nhất. Góc nhìn thứ hai là doanh nghiệp. Ngày hôm nay chúng ta giống như BT, tôi nghĩ là như thế này: nếu như anh muốn lấy một khu đất kia thì anh phải làm được một khu đất ở đây, một đoạn đường ở đây để phục vụ cho cộng đồng, cho xã hội thì anh mới được khu đất kia. Và vấn đề thứ hai nữa là anh phải chấp nhận chịu thiệt một chút lợi nhuận trong vấn đề về nhà ở xã hội thì anh mới có lợi nhuận cao trong vấn đề về chung và cao cấp được. Và tôi đề xuất là đối với những doanh nghiệp có năng lực thực sự, có thương hiệu và có uy tín thì hãy tạo điều kiện cho người ta để xây dựng một cái khu hoàn thiện và về nhà ở xã hội, nhà giá ở bình dân, và đó là một trong điều kiện để xét duyệt năng lực của người ta trong những cái vấn đề phát triển về bất động sản sau này. Tại vì mục đích của các doanh nghiệp hàng đầu ngày hôm nay là người ta muốn lấy quỹ đất, muốn lấy được quỹ đất đấy là mục đích của họ, thì phải đảm bảo được cái vấn đề cho một đối tượng khách hàng nhất định. Đấy là yếu tố của tôi. Thì đó là cái việc là kết thúc cho chương trình này. Vâng, tôi nghĩ là có rất là nhiều thông tin ạ. Đúng là đúng là có rất là nhiều thông tin từ phía các khách mời, và chúng tôi hy vọng là với những thông tin cung cấp như vậy thì chúng ta sẽ có một cái bức tranh toàn cảnh về cái phân khúc nhà xã hội này, nhà ở bình dân, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có thêm những giải pháp thì rất là nhiều rồi, các khách mời đưa ra từ những giải pháp trước mắt đến giải pháp gốc rễ căn cơ như sửa luật đất đai. Tôi thấy rất nhiều khách mời cũng chăn trở vấn đề đó, thì chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong những chương trình tiếp theo của về đề tài này. Chúng tôi xin cảm ơn ba vị khách mời đã đến với chương trình và nhiệt huyết chia sẻ thông tin với đề tài của chúng tôi ạ. Xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục tham gia và đồng hành cùng chương trình đối thoại ở những chương trình tiếp theo nữa. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VITV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.